Sambodhimagatya nantajano lokuttamo tang banama mi buddhang ye cha buddha ti ta cha ye cha buddha anagata bacchuppanya cha ye buddha ahang vanda mi sappada so bhagavva samma sambuddho Vicha charana sambanno sugato loka vidu anuttaro purisa dhamma sarati sattha deva manutsanang buddho bhagavati natthi me saranang anyang buddho me saranang varang etena sakcha vacchena hotu me chaja mangalang. Đức Phật tham thiền về số tức quang, ngồi trên bồ đoàn dưới bóng cây bồ đề quý bao, và đắc thắng toàn bọn ma vương, mà thành bậc chánh đẳng chánh giác. Ngài là bậc tối thượng hơn cả chúng sanh, con xin hết lòng thành kính mà làm lễ Ngài. Chư Phật đã thành chánh giác trong kiếp quá khứ, chư Phật sẽ thành chánh giác trong kiếp vị lai, chư Phật đang thành chánh giác trong kiếp hiện tại này. Con xin hết lòng thành kính mà làm lễ chư Phật trong tam thế ấy. Ân Đức Phật ưng cung chánh biến trì minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có Đức Phật là quý báu, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con, y như lời chân thật này. Uttamang ghe na vang đề hăng ba đà banh sông và rút tà măng bút thê vô cà lý tô đô sô bút thô cà ma tú tăng mà măng a thăng ghi ca ri ya pa thô cha na năng mô khắp bà quê sa và u vô cha mát gô đam mô a dăng sang tì ca rô bà ni tô ni ya ni cô tăng bà na ma mê bút đăng ye cha đam ma ti ta cha ye cha đam ma na ta bát chúc ban nha cha ye đam ma hăng quan đa mi sắp bà đa sa kha tu bà qua gá ta đam mô san di ti cô a ca li cô e hi pa si cô ô bà nay di cô bát cha tăng quê di tap pu win nhu hi ti. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi cho con. Các pháp đúng theo đạo bát chánh là con đường đi của bậc thánh nhân, là con đường chánh dẫn người hữu chí nhập niết bàn được. Pháp bảo là pháp trừ diệt các sự lao khổ và các điều phiền não, là pháp chỉ dẫn chúng sanh thoát khỏi cái khổ sanh tử luân hồi. Con xin hết lòng thành kính mà làm lễ pháp ấy. Các pháp của Phật đã có trong kiếp quá khứ, các pháp của chư Phật sẽ có trong kiếp vị lai, các của chư Phật đang giáo truyền trong kiếp hiện tại này. Con xin hết lòng thành kính mà làm lễ các pháp trong tam thế ấy. Ân Đức Pháp Bảo là tam tạng pháp bảo, pháp thánh có chính hạng, pháp thánh thấy biết chắc, pháp độ cho đắc không chờ, pháp của chư thánh đã đắc và ứng hóa cho kẻ khác, pháp của chư thánh đã có là nhờ phép thiền định,
Pháp mà hàng trí tuệ nhất là bậc thượng trí tự thấy tại nơi tâm. Na thì mê sa ra năng ăn nhân đâm mô mê sa ra năng hòa răng ê tê na sắc cha qua chê na hô tu mê cha giá măng gà lăng út ta măng ghê na quăng đê hăng đâm anh cha đu quý thăng hòa răng đâm mê vô khả lý tô đô sô đâm mô cà ma tú tăng mà măng sang khô quỳ xuất thô và ra đá khi nãy vô sang tinh quỳ vô cha sắp và lá bá hi nô bù nê hi nê kê hi sa má thi bát tô a na sa vô tăng bà na ma mi sang găng dê cha sang ga ti ta cha dê cha sang ga a na gạt ta bát chúc ba na cha dê sang ga a hăng quanh đa mi sắp bà đa chẳng có chi đáng cho hương theo chỉ có pháp bảo quý bao nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo đặng cầu sự an lạc đến cho con y như lời chân thật này con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cuối sinh pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Chư Thánh Tăng đã được trong sạch bao, là bậc đáng cho người dân lễ cúng dường. Vì lục căn của các ngài đã thanh tịnh, lòng tham muốn đã dứt trừ, là tăng đã thoát ly trần tục, con xin hết lòng thành kính mà làm lễ chư thánh tăng ấy. Chư tăng đã đắc đạo cùng quả trong kiếp quá khứ, chư tăng sẽ đắc đạo cùng quả trong kiếp vị lai, chư tăng đang đắc đạo cùng quả trong kiếp hiện tại này. Con xin hết lòng thành kính mà làm lễ chư thánh tăng trong tam thế ấy. Supatipanno Bhagavato Sa Vakkhasanko Ucupatipanno Bhagavato Sa Vakkhasanko Nyayapatipanno Bhagavato Sa Vakkhasanko Samicchipatipanno Bhagavato Sa Vakkhasanko Yadidang chattari puri sayuga ni atha puri sabukkala esa bhagavato sa vakkhasanko ahunayo bahunayo dakkhinayo anchalikaraniyo anuttarang punyakhetang lokasati. Thân Đức Tăng bảo là tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu hành chính chăng y theo chánh pháp. Tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu hành chính chăng y theo thánh pháp. Tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài tu hành để giác ngộ niết bàn. Tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài tu theo pháp giới định tuệ. Tăng nếu đếm đôi thì có bốn bậc, tăng nếu đếm chiếc thì có tám bậc. Chư tăng ấy là bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài đáng thọ lãnh tứ vật dụng của tinh thí ở phương xa đem đến dâng cúng cho những người có giới hạnh. Các ngài đáng thọ lãnh của tinh thí mà họ dành để cho thân quyến cùng bạn bè khắp nơi, nhưng họ lại đem đến dâng cúng cho các ngài. Các ngài đáng thọ lãnh của tinh thí tinh lý nhân quả đem đến dâng cúng. Các ngài đáng cho chúng sanh lễ bái. Các ngài là phước điền của chúng sanh không đâu bì kịp. Nát thì mê xà ra năng ăn nhân sang khu mê xà ra năng hòa răng ê tê na sát cha qua chê na hô tu mê cha giá mà lăng út ta măng ghê na quăng đê hăng sang ganh cha đu quý thô ta măng sang khê vô cà lý thô đô sô sang khô cà mạc tú tăng mà măng
Vandami che tiyang sappan sappatthane suvati titang saririgata to mahabhutin buddharubang sakalang sada Vandami che tiyang sappan sappatthane suvati titang saririgata to mahabhutin buddharubang sakalang sada Vandami che tiyang sappan sappatthane suvati titang saririgata to mahabhutin buddharubang sakalang sada Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có đức tăng là quý báu, nên con phải hết lòng thành kính mà nương thật đến cho con y như lời chân thật này. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con xin thành kính làm lễ tất cả bảo tháp ngọc xá lợi đại thọ bồ đề và kim thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi con xin thành kính làm lễ tất cả bảo tháp ngọc xá lợi đại thọ bồ đề và kim thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi con xin thành kính làm lễ tất cả bảo tháp ngọc xá lợi đại thọ bồ đề và kim thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi Sambuddhe Atthavisañca Rodasañca Sahassakebañca Satassahassani Namami Sirasaṃ Tesaṃ Dhammañca Sanghañca Ararena Namami Haṃ Namakara Nubhāve Dahaṃ Toa Sambuddhe Pañca Paññāsañca Catuvissati Sahassake Dasasatasahasani Namami Sirasaṃ Tesaṃ Sambuddhe Navuttarasate Atthacattalisasahassake Visatisatasahassani Namami Sirasaṃ Tesaṃ Dhammañca Con xin hết lòng thành kính làm lễ 28 vị chánh biến tri, 12 ngàn vị chánh biến tri và 500 ngàn vị chánh biến tri. Con xin hết lòng thành kính làm lễ pháp bảo và tăng bảo của các vị chánh biến tri ấy do sự lễ bái cúng dường. Xin nhờ các bậc chánh viên tri mà những điều rủi ro và sự tai hại thảy đều diệt tận. Con xin hết lòng thành kính làm lễ 55 vị chánh viên tri, 24.000 vị chánh viên tri và 1.000.000 vị chánh viên tri. Con xin hết lòng thành kính làm lễ pháp bảo và tăng bảo của các vị chánh viên tri ấy do sự lễ bái cúng dường. Xin nhờ oai lực các bậc chánh viên tri mà những điều rủi ro và sự diệt tận và sự tai hại thảy đều diệt con xin hết lòng thành kính làm lễ 109 vị chánh viên tri 48.000 vị chánh viên tri và 2.000.000 vị chánh viên tri con xin hết lòng thành kính làm lễ pháp bảo và tăng bảo của các vị chánh viên tri ấy do sự lễ bái cúng dường xin nhờ oai lực các bậc chánh biến tri mà những điều rủi ro và sự tai hại thảy đều diệt tận
Karaniyama thakusale na yang tang sang tang Ye ke chi ba na bu ta thi ta sa wa tha wa ra wa a na wa se sa chi ga wa che ma hăng ta wa ma chi ma ra sa ca a nu ca thu la di tha wa ye wa di tha ye cha du re wa san ti a vi du re bu ta wa sam ba we si wa sa pe ta su ki ta tha Na paro parang bi kupe tha na ti man ye tha ka tha chi nang can chi ya ro sa na ba di ga san nya man na sa du kha me chi ya ma ta ya tha ni yang bu tang a yu sa e ka bu ta ma nu rak e wam ba bu te so ma na sang pa wa ye a pa ri ma nang Metan cha sabba lokas min mana sang pa waje aparimanang Uthang atho cha tiriyan cha sambadang awerang asapathang Tithan cha rang misen no wa saya no wa ya wata sa wigata mito Etang sa tin atithai ya prama metang viharang ithamahu Dithin cha anubhagam masila vadasane na sambanno kame suvinay yagethang nahi cha dugappasayyang punare ti ti. Người khôn có đủ đức tài, hằng tìm lợi ích tương lai cho mình, dọn lòng an tịnh thanh bình, tiến vào cực lạc vô sanh niết bàn, giữ lòng chánh trực đoan trang, nhu hòa lương thiện chẳng màng khoe khoang, thanh bần thủ phận an nhàn, không ham thế sự tịnh an cõi lòng, lục căn chế ngự nghiêm phòng, không cho liều lĩnh luyến mong dục trần, không làm nhơ bẩn tinh thần, tránh lời chê trách thánh phê bình, mong cầu tất cả chúng sanh dồi dào hạnh phúc hòa bình sanh nhai, cầu cho ba giới bốn loài chúng sanh yếu mạnh vắng dài bình trung, béo gầy nhỏ lớn không cùng, hữu hình vô tướng muôn trùng gần xa, chưa sanh hoặc đã sanh ra, thảy đều cộng hưởng hà sa phước lành. Nguyện không lừa gạt dối manh, khinh người miệt chúng hư danh trang hiền. Dầu cho thân thuộc xóm giềng, người dân kẻ ở các miền xa xăm. Trong cơn phẫn nộ giận thầm, cũng không lo nghĩ mưu thâm hại người. Như lòng từ mẫu thanh tươi, trăm cây ngàn đắng vui cười vì con. Dầu cho một mất một còn, bảo tồn con trẻ vuông tròn ăn chơi. Tình thương ghi tạc đời đời, từ bi rộng lớn bầu trời thanh thang. Học đòi từ mẫu gương vàng, mở lòng thương xót bủa tràn gần xa. Chúng sanh trong cõi xa bà, thoát dòng khổ não vượt ra luân hồi. Hằng ngày rải khắp các nơi, bốn phương tám hướng gầm trời bao la. Tấm lòng bác ái vị tha, gội nhùng tư tưởng đậm đà tình thương. Lòng từ trong sạch như gương, không pha cảm không vương tư thù. Cố tâm niệm niệm công phu, đứng chuyên tu tham thiền. Nằm ngồi mặc niệm thường xuyên, sưu tầm đạo quả gieo duyên niết bàn. Đó là phương pháp thế gian, đó là hạnh kiểm đưa đàn vô sanh. Thánh nhân ca tụng tán thành, xuôi dòng thánh vất lữ hành nhập lưu, vượt lên đến mức thắng ưu, khai thông tuệ nhãn tầm siêu đỉnh đầu, a hàm đạo tuệ gươm màu, đoạn tuyệt tà kiến xả câu dục tình. Bất lai cảnh giới hữu hình, phạm thiên tạm ngữ nghiêm minh niết bàn.
Anicca vata sankhara upada vajadam mino upachitva nirucchante te sang vubhasamo sukho nagamanammo nimagasammo nacabiyange kakulasadammo sappasalokasasadevakasa sa Ese wa dhammo yadidang anicchata naga ma dhammo nigasa dhammo nacabiyange kakulasa dhammo sappasalokasasadevakasa Ekakulasadammo sappasalokasasadevakasa esevadammo yadidang anattata. Các pháp hữu vi thật không bền vững, nó có tánh sanh diệt là thường, vì nhân sanh rồi diệt, diệt rồi sanh nên thường hay có sự khổ não. Chỉ có Niết Bàn là pháp tịch diệt, dứt các pháp hữu vi ấy được mới có sự an vui tuyệt đối. Pháp nào có tên gọi là vô thường, là pháp có trạng thái thay đổi không thường. Pháp ấy chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một xứ, chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một xóm, chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một gia tộc đâu. Pháp ấy để chung cho nhân loại, súc sanh, luôn đến chư thiên, ma vương, cùng phạm thiên cả thảy. Pháp nào có tên gọi là khổ não, là pháp có trạng thái đau đớn buồn rầu. Pháp ấy chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một xứ, chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một xóm, chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một gia tộc đâu. Pháp ấy để chung cho nhân loại, súc sanh, luôn đến chư thiên, ma vương, cùng phạm thiên cả thảy. Pháp nào có tên gọi là vô ngã, là pháp có trạng thái không phải là của ta. Pháp ấy chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một xứ, chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một xóm, chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một gia tộc đâu. Pháp ấy để chung cho nhân loại, súc sanh, luôn đến chư thiên, ma vương, cùng phạm thiên cả thảy. Thế Tôn là dạy tỏ tường, năm điều quán tưởng phải thường xét ra, ta đây phải có sự già, thế nào tránh thoát lúc qua canh tàn, ta đây bệnh tật phải mang, thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành, ta đây sự chết sẵn dành, thế nào tránh thoát tử sanh đến kỳ, ta đây phải chịu phân ly, nhân vật quý mến ta đi biệt mà, ta đi với nghiệp của ta, dù cho tốt xấu tạo ra tự mình, theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phân minh kết thành. Dân hoa cũng đến Phật đà, nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau, hoa tươi nhưng sẽ úa sầu, xác thân tứ đại khỏi sao điêu tàn. Dân hoa cũng đến đâm ma, nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau, hoa tươi nhưng sẽ úa sầu, xác thân tứ đại khỏi sao điêu tàn. Dân hoa cũng đến tăng già, nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau, hoa tươi nhưng sẽ úa sầu, xác thân tứ đại sao điêu tàn. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, Long Vương thần lực có nhiều, đồng sanh hoan hỷ phước đều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ở hầu vô sanh. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Namo Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, dạ con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, con xin đạo tràng cùng với con lắng lòng thanh tịnh để xin chư tăng cho chúng ta thọ tam quy và ngũ giới ạ. U ca sa ma văn phần tê quy sùng rắc kha nắc thà gia ti sa ra nề na sa ha pan cha si la ni ya cha ma du ti dầm pi ma văn phần tê quy sùng rắc kha nắc thà gia ti sa ra nề na sa ha pan cha si la ni ya cha ma ta ti dầm pi ma văn phần tê quy sùng rắc kha nắn thà ti sa ra nề na sa ha pan cha si la ni ya cha ma. Kính bạch sư Pháp Thanh, bây giờ đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm thanh tịnh, con xin kính thỉnh sư Pháp Thanh thay mặt chư tăng để truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Gia Giá. Dạ, cảm ơn Bình Phạm, cảm ơn cô Nguyên Trang đã cho biết tín hiệu. Dạ, xin thay mặt chư tăng để truyền phần tam quy ngũ giới. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Buddhang saranam gacchami, Dhammang saranam gacchami, Sanghang saranam gacchami. Dutiyambi Buddhang saranang gacchami, Dutiyambi Dhammang saranang gacchami, Dutiyambi Sanghang saranang gacchami. Tatiyambi Buddhang saranang gacchami, Tatiyambi Dhammang saranang gacchami, Tatiyambi Sanghang saranang gacchami. Tisaranang paripunnang. Buddhang saranam gacchami, Dhammang saranam gacchami, Sanghang saranam gacchami. Dutiyambi Buddhang saranam gacchami, Dutiyambi Dhammang saranam gacchami, Dutiyambi Sanghang saranam gacchami. Tatiyambi Buddhang saranam gacchami, Tatiyambi Dhammang saranam gacchami, Tatiyambi Sanghang saranam gacchami. Bà na thi bà ta vừa ra mà này sĩ khá bà đăng sa mà lý gia mi a đình na đa na vừa ra mà này sĩ khá bà đăng sa mà lý gia mi ca mê su mít cha cha ra vừa ra mà này sĩ khá bà đăng sa mà lý gia mi múc sa hoa đa vừa ra mà này sĩ khá bà đăng sa mà lý gia mi súc ra mê ra yá mất chấp bà mà đắc thà na vừa ra mà này sĩ khá bà đăng sa mà lý gia mi Ima ni bancha sikha bada sa tu kang ka toa Aba ma de na ni cha ka lang samarakhi tap bang. Banati bata Weramani sikha badang samariyami Adinna dana Quê Ramani Sikha Ba Đăng Samadhi Yami Kame Sumit Cha Cha Ra Quê Ramani Sikha Ba Đăng Samadhi Yami Musa Wada Quê Ramani Sikha Ba Đăng Samadhi Yami Surame Rayamat Champa Madan Thana
Vệ Ramani Sikha Padang Samadhiyami. Silena Sugatin Yanti, Silena Foga Sambada, Silena Nipotin Yanti, Tasma Silang Visho Thaye. Sa thu sa thu sa thu Uttamang ghe na vấn đề hăng Ba đa băng sung và rúa ta măng Bùa thê vô khá lý tô đô sô bùa thô Khả ma tu tăng ma măng Uttamang ghe na vấn đề hăng Thầm măng cha đu vi thắng và răng Thầm mê vô khá lý tô đô sô thầm mô Khả ma tu tăng ma măng Uttamang ghe na vấn đề hăng Sang khăn cha đu vi thô ta măng Sang khê vô khá lý tô đô sô sang khô Khả ma tu tăng ma măng. Chà con xin kính thỉnh sư Pháp Thanh nên chúc phúc cho đạo tràng của chúng con ạ. Avatu sabba mangang rakhandu sabba devata sabba bhutanu bhavena sara sothe bhavantu deva avatu sabba mangalang rakhandu sabba devata sabba dhammanu bhavena sothe bhavantu de Avatu sabba mangalang rakhandu sabba devata sabba sanghanu bhavena sara sothe bhavantu de Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo Pháp, do nhờ quay đức của chư Tăng, các sự an lạc thường thường đến người. Cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tâm hoa trong đường Phật Đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thải. Cầu xin quả tâm tín thành tam bảo. Cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Xà thụ, xà thụ, xà thụ. Dạ con xin kính mời chư vị trong đạo tràng cùng với con lắng lòng thanh tịnh để thỉnh Pháp Sư ạ. Nam mô ta sa pa ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pa ga wa to Arahato samma sambuddha sanakmo ta sapagavato Arahato samma sambuddha sa Amma cha loka thipati saham pati Katali anthi warang aya cha tha Santi tha san tam bara chang kha cha ti ka de se tu tham mang ani kam bi mang ba chang san tham ma phê rin quy nha dành cha ca dăng su tan cha ban thăng a phi tham ma chăm mang a cô ta dành tô cha tu san cha đành đăng bắp bồ tha ni dê ba ri sa và mắn chê. Dạ, Nguyên Như xin kính mời Nguyên Trang lên đọc bài Ngạ Quỷ Tự, bài thứ 31. Dạ, con xin dâng bích lại cho đạo tràng ạ. Nam mô Bích Thay Giá, Nam mô Thâm Ma Giá, Nam mô Sam Kha Giá. Dạ, con Nguyên Trang, và dạ, trước hết con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ, con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ Sư Pháp Thanh, kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và sau đây con xin đọc phần chánh kinh nè. Và cảm ơn Quan Phan đã cho Nguyên Trang biết được tín hiệu. Và con xin đọc phần phần chánh kinh Ngạ Quỷ, chuyện Ngạ Quỷ Serini. Bậc đạo sư kể chuyện này trong khi đang trú tại Chê Tá Quá Ná Kỳ Viên. Tương truyền ở quốc độ Cú Rú Câu Lâu, tại thành phố Hát Thí Ní Bú Rá, có một gái giang hồ tên là Sê Rí Ni. Khi dân trong thành chào đón chư tăng thuyết pháp, họ thúc giục nàng: "Này, hãy đến cúng dường chư tăng để tạ ơn." Nàng từ chối đáp: "Sao tôi lại phải cúng dường lễ vật cho các sa môn đầu trọc này chứ?"
sao tôi lại phải từ bỏ một thứ gì đó vì con người vô dụng ấy? Khi từ trần, tái sanh làm một nữ ngạ quỷ ở sau hào lũy của một tường thành nơi biên địa. Thế rồi, một cư sĩ tại gia từ thành Hát Thí Ní Bú Rá đến vùng thành lũy này để buôn bán. Vào lúc rạng đông, khi đi ngang hào lũy đến điều hành công việc, trông thấy nữ ngạ quỷ liền hỏi qua phần kệ. Trần truồng và xấu xí hình dung, hốc hác và thân thể nổi gân, người ốm yếu, xương sườn lộ rõ, ngươi là ai, hiện đến đây chăng? Ngạ quỷ đáp, tôn giả, con là ngạ quỷ nương, thần dân khốn khổ của Diêm Vương. Vì con đã phạm hành vi ác, con đến cõi ma đối ẩn thân. Vị cư sĩ ngâm kệ hỏi, ngày xưa đã phạm ác gì, do khẩu ý thân đã thực thi, vì hạnh nghiệp nào ngươi đã tạo, từ đây tới cảnh giới âm ti? Nữ ngạ quỷ đáp lại vần kệ, con đã đi quanh bến Tấm Công, lang thang suốt cả nửa tuần trăng, mặc dù bố thí là công đức, con chẳng cho mình chỗ trú thân. Khi con khát nước đến dòng sông, sông nước trở thành bãi trống không. Những lúc nắng con ngồi bóng mát, tàn cây lại hóa nóng bừng bừng. Cơn gió như thiêu đốt lửa hồng, thổi ào lên khắp cả thân con. Nhưng con xứng đáng nhiều đau khổ, hơn thế này tôn giả đối thương. Xin tôn giả đến Hát Bú Rá và kể chuyện ngay với mẹ già. Ta đã thấy con bà thở trước, dân khốn khổ cõi Diêm La. Vì nàng đã phạm hành vi ác, từ cõi đời đi đến cõi ma. Giờ đây con có món tư trang để dành lên đến 400.000. Con không hề nói cho ai biết, con đã giấu ngay dưới tọa sàn. Xin mẹ con dâng lễ cúng dường, phước phần hồi hướng đến tên con. Chúc bà được sống đời trường thọ, khi mẹ con dâng lễ cúng dường, hồi hướng về con phần phước đức, thỏa nguyện con hạnh phúc hân hoan. Trong lúc nữ ngạ quỷ kể chuyện này, vị ấy chú ý lắng nghe lời nói, và về sau khi đã làm xong công việc, vị ấy kể chuyện kia cho bà mẹ nó. Các vị kết tập kinh điển ghi lại các phần kể sau. Người ấy thuận lòng vội nói ra, được rồi, và đến Hát Bú Rá, nói ta đã thấy con bà, khốn khổ thần dân cõi dạ ma. Vì đã tạo nên điều ác nghiệp, từ đời này đến cõi tà ma, dịp kia nàng đã bảo cùng ta. Xin kể chuyện ngay với mẹ già, ta đã thấy con bà thở trước, thần dân khốn khổ cõi Diêm La. Vì nàng còn phạm hành vi ác, từ cõi đời đi đến cõi ma. Giờ đây nàng có tư trang để dành lên đến 400.000. Nàng không hề nói cho ai hết, nàng đã giấu ngay dưới tọa sàn. Xin mẹ nàng dâng lễ cúng dường, phước phần hồi hướng đến cho nàng. Chúc bà được sống đời trường thọ, khi mẹ nàng dâng lễ cúng dường, hồi hướng về nàng phần phước đức, thỏa nguyện nàng hạnh phúc hân hoan. Do vậy bà dâng lễ cúng dường, phước phần hồi hướng đến tên nàng. Tức thì nữ quỷ liền an lạc, hạnh phúc dung nhan đẹp lạ thường. Khi mẹ nàng nghe chuyện này, bà liền cúng dường tăng chúng như nàng ước nguyện và hồi hướng công đức về nàng. Dạ kính sư,
Dạ con đã đọc xong phần chánh kinh và sau đây con xin thay mặt đầu tràng kính cung thỉnh sư pháp Thanh từ Viu Hoan Hỷ giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay ạ. Dạ con kính dâng mic lại cho sư ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Cảm ơn cô Nguyên Như, cảm ơn cô Nguyên Trang đã đọc phần chánh kinh về cái bài ngạ quỷ thứ 31 này. Ở đây nói về cái ngạ quỷ mà trước kia là một cái cô gái làm cái nghề đẳng không được tốt đẹp. Cô ta làm cái nghề gái điếm ở trong kinh thành, nhưng mà vì cái tâm mà bỏng sẻn rồi có những cái lời nói không có tốt đẹp, xúc phạm đến chư tăng, cho nên là do những cái phiền não này mà sau đó thì chỗ sau khi hết tuổi thọ thì cái cô gái điếm này đã đi vào cái cảnh giới khổ đau, trở thành một cái nữ ngạ quỷ, hàng ngày chịu sự thiêu đốt, rồi đói khát. Nhưng mà may mắn nhờ gặp một cái người ấy, rồi cô này nhờ cái người này chuyển lời nói với bà mẹ giúp và đem cái món tư trang có trị giá là 400.000 đồng tiền đem làm phước cúng dường, hồi hướng phước báo đến cho nàng. Nhờ đó mà nàng thoát khỏi cái cảnh ngạ quỷ. Thì quý vị thấy rằng ở trong đời sống có những chúng sanh họ có cái tâm bổng sẻn, rồi cái tâm là ngã mạn, cho nên là những chúng sanh này đó không bao giờ họ biết làm những cái thiện sự. Đó, trong cái đời sống hiện tại có khi những chúng sanh này đang ở trong cái cảnh khốn khó khổ đau, nhưng mà họ là càng đi sâu vào những cái cảnh giới khổ đau nhiều hơn. Cho nên là cô này cũng nghĩ là tại sao mình phải bố thí, tại sao mình phải cúng dường, trong khi là những cái tài sản này mình làm rất là cực khổ. Cho nên nàng ta đó chỉ dung quán, dành dụm cất giấu, chứ không có đem ra để mà làm phước. Rồi chính đó là những cái nhân, những cái nhân xấu của phiền não, tham sân si. Và khi mà chấm dứt hết thọ ở kiếp nhân loại thì do cái duyên nghiệp, cái phước báo mà cô ta có điều kiện để cô ta không tích trữ, không làm mà tạo những cái ác bất thiện pháp qua cái khẩu nghiệp, cho nên đi sâu vào cảnh giới khổ đau, trở thành một nữ ngạ quỷ. Ra ở đây á, quý vị thấy trong đời sống có những chúng sanh mặc dù họ mang hình hài là con người, nhưng mà họ sống rất là khốn khó khổ sở. Những người mà đi nhặt nhạnh rác rưới
Thì ở những cái nước như bên châu Âu, Mỹ rồi ít thấy, còn ở Việt Nam thì nếu mà quý vị mình có dịp mà đi ngang qua những cái bãi rác đó, thấy những cái người này rất là tội, từ người già cho đến những cái đứa trẻ mới chừng 5-10 tuổi, khi mà một cái chiếc xe rác mà nó chở rác mà nó đổ xuống đó, thì người ta tranh giành nhau để mà nhặt nhạnh, tìm những cái chai lọ để có thể mà bán được, để mà mưu sinh. Đó là một cái hình ảnh để chúng ta thấy rằng nó như những chúng sanh ở trong khổ cảnh đó. Nhưng mà chúng sanh này đang ở trong cái khổ cảnh của nhân loại. Những người này sống cơ cực bằng hàng, họ ở trong những cái chòi rách nát, che bằng những cái manh bao, những cái thùng bìa cạc tông, rồi ăn uống thì bất cứ những cái gì họ nhặt nhạnh được, họ sống rất là khổ đau. Là do gì? Là do cái tâm bỏng sẻn, không biết bố thí, không biết tạo trữ công đức phước báo, phải không? Cái tâm ngã mạn, không biết cái sự cung kính tôn trọng các bậc trưởng thượng, từ ở trong nhà cho đến những cái bậc trưởng thượng mà đáng cung kính như là chư tăng rồi chẳng hạn. Cho nên những cái chính vì tạo trữ những cái bất thiện nghiệp này đó mà họ phải tái sanh như những cái cảnh giới khổ đau, rồi cái quả mà dư sót đó, cái quả mà dư sót đó, thì tái sanh lên làm người, thì người sống ở trong cái hoàn cảnh khốn khó khổ sở, cùng cực, rồi không có được ai quý mến kính trọng. Thì ở các cái nước châu Âu hay là bên Mỹ rồi chẳng hạn, thì có những người mà cứ bằng vô gia cư đó, thì quý vị cũng thấy họ sống một cái đời sống rất là khổ đau, lê la ở trên lề đường, rồi nhặt nhạnh ở những cái thùng rác kia nọ đó. Đó là do những cái bất thiện nghiệp. Rồi những chúng sanh á nó đỡ hơn chút, ví dụ như những cái người mà rác rác đồ chẳng hạn, thì cái những cái người mà công nhân để làm cái nhiệm vụ mà quét rác rồi đó, hay là dọn dẹp mà thông những cái cống rãnh, gần tới mùa mưa thì những cái cống rãnh nó bị nghẹt do rác rồi đó, thì những người này phải xuống dưới những cái chỗ dơ bẩn, bẩn thỉu đó, họ dọn dẹp. Đó là do những cái nghiệp của họ. Bây giờ họ không có điều kiện để mà đi làm những cái nghề khác, do cái ác bất thiện pháp đó nó xu khiến nó bắt họ phải làm những cái nghề đó. Rồi sao? Rồi họ tự ti, họ buồn bực khi thấy những người khác có cái phước hơn mình. Hay gì mà họ biết á, thì họ đi làm phước, tạo trữ những công đức phước báo, rồi có thể cái tội lỗi này họ thường là có cái khẩu nghiệp rất là nặng, họ cho rằng họ là quá cùng cực rồi, họ không có sợ họ đụng ai làm những cái việc gì mà họ không chịu, thì họ
chửi bới, họ xúc xỉm, họ thóa mạ người khác. À, rồi vì họ nghĩ là họ người băng công à, cho nên là họ không bao giờ biết biết bố thí dù là chút ít những cái tài sản họ có. À, khi mà họ chút họ dành dụm họ có rồi đó, họ cũng cất giấu, họ để dành, chứ họ không biết đem đem ra để mà làm phước. À, giống như cái cô nàng này, à, mặc dù à, để dành dụm được cái một khoản tài sản cũng khá khá, nhưng mà đó là không bao giờ đem ra sử dụng hay là hoặc là đem ra làm những cái công việc à, bố thí cúng dường. À, cho đến khi rơi vào cái hoàn cảnh khổ đau, à, tái sanh là ngạ quỷ, à, rồi lúc đó thì mới biết khổ đau và mới nhớ lại là do mình cũng được những người khác người ta khuyên bảo để làm những cái thiện sự, nhưng mà lúc đó là không làm, à, không bố thí cúng dường mà có những cái lời nói à, bất tôn kính với các bậc có giới hạnh. À, cho nên là nàng ta cũng biết được cái nhân, à, cho nên là mới nói với cái một cái người thông buôn để đến nói giúp với mẹ mình đem cái tài sản mà mình dành dụm đó bố thí cúng dường rồi hồi hướng phước báo. À, nhờ đó là mẹ đã làm phước và hồi hướng cho cô nàng, và cô nàng đã thoát khỏi cái cảnh giới khổ đau là ngạ quỷ. À, cho nên á, ở đây chúng ta thấy rằng à, cái quy luật cái tục ngữ ở thế gian người ta thường nói nhân nào thì quả ấy. À, cái người mà không biết cúng dường bố thí bỏng sẻn à, thì sao, thì sẽ sống trong cái sự khổ đau, à, thiếu thốn tài sản. Ở cái người mà thiếu cái sự cung kính à, thì sanh trong những dòng hạ tiện, làm những nghề à, những nghề hạ đẳng hạ bạc. Do đó đó chúng ta thấy vậy để chúng ta khởi lên cái tàm cái quý, để mình từ đó mình biết ghê sợ à, ghê sợ kinh tởm những cái thân ác nghiệp, khẩu ác nghiệp, ý ác nghiệp à, để chúng ta tránh xa những cái nhân ác à, rồi chúng ta theo lời dạy của Đức Phật à, của các vị trưởng lão, các bậc trưởng thượng giới hạnh à, chúng ta thực hành những cái việc lành à, để đem đến những cái lợi ích ngay trong đời sống hiện tại, cũng như tạo trữ những cái công đức phước báo à, trong những cái kiếp sống tương lai à, thành ra đó cái định lực về nghiệp báo nó rất là công bằng và sòng phẳng à, nó không có chừa một ai à, thì quý vị thấy rằng à, trải qua cái hoạn nạn của nhân loại đang phải chịu à, có người nói là cái những cái bệnh dịch này đó là những cái người già lớn tuổi à, thì à, dễ bị nhiễm và khó vượt qua hơn là những người trẻ à, nhưng mà đó chúng ta thấy rằng sao là tất cả nó không chừa một ai hết, từ tổ
tổng thống, từ thủ tướng à, cho đến những cái người trẻ tuổi à, những cái người lớn tuổi à, cho đến những cái đứa bé mới mười mấy tuổi, đến năm sáu tuổi, thậm chí đến những đứa bé mới có mấy tháng tuổi thôi à. Nhưng mà có những người á, thì vượt qua à, có những cụ già chín mươi mấy tuổi nhưng mà lại à, trị hết. Còn có những người còn trẻ nhưng mà không hết, thấy không? Rồi nói rằng cái à, những đứa trẻ đó thì sức đề kháng nó mạnh, nó ít bị, nhưng mà cũng vẫn có những đứa bé nó bị nhiễm rồi đi đến cái chết. À, thành ra đó, qua cái này để chúng ta thấy rằng đó, cái lời dạy của Đức Phật đó, chính những cái công đức, những cái phước báo à, nó là cái chỗ nương tựa à, nó là cái sự hộ trì à, để che án các cái bất thiện pháp à. Đó, lúc đó là không có ai mà có thể mà cứu ta được hết à. Đó, quý vị thấy rằng rõ ràng không, không có một cái những cái điều kiện nào để mà giúp đỡ à, mà chính những chúng sanh đã có tạo trữ công đức phước báo, và chính nhờ những cái phước báo này nè nó mới che án à, để chúng ta vượt qua cái sự khốn khó đó à. Còn nếu mà không có cái phước báo đó, thì không có ai mà có thể mà che chở giúp đỡ cho chúng ta vượt qua được những cái chướng nghiệp à. Thành ra đó, từ đó để chúng ta thấy được à, cái lời dạy của Đức Phật à, chúng ta phải tự xây hòn đảo, cái làm cái chỗ nương tựa à. Hòn đảo đây là những cái thiện pháp à, chúng ta cố gắng học hỏi à, mở mang kiến thức hiểu biết Phật pháp một cách chín chắn à, rồi nỗ lực thực hành à, tạo trữ thật nhiều công đức phước báo à, qua mười cái công hạnh để đem đến cái sự an vui à, bố thí trì giới à, tu tiến cung kính phục vụ thính pháp thuyết pháp à, tỷ phước hội hướng phước cải trách tri kiến à, thì đây là những cái phước báo à, nhờ chúng ta nỗ lực thực hành những cái phước báo này đó thì nó sẽ đem đến cái sự an vui à, à chính đây là những cái tư lương à, những cái hành trang à, để chúng ta đem theo trong suốt cái dòng sanh tử luân hồi à. Rồi chính nhờ những cái công đức này đó, khi mà chúng ta có một cái đời sống tương đối an ổn à, chúng ta mới có khả năng để mà phát triển các thiện sự à. Còn nếu mà bây giờ chúng ta sống một cái đời sống cơ cực khổ đau à, không có nơi trú ngụ, không có vật thực à, rồi ốm đau bệnh tật thế này thế khác, thì bây giờ có muốn làm những cái thiện sự cũng không có điều kiện để làm à. Rồi nếu mà chúng ta không có học hỏi hiểu biết thì đôi lúc đó, chúng ta có điều kiện làm nhưng mà chúng ta lại bỏ qua à, do gì? Những cái truyền cái, những cái tiềm miên nó ngủ ngầm à, nó cản trở chúng ta làm những cái công đức phước báo, những cái thiện sự à. Đó, cho nên á,
là ta phải tìm hiểu, học hỏi, lại có sự hiểu biết. Từ đó thì chúng ta mới có trí tuệ sáng suốt để phân định rõ ràng điều nào là cần phải nỗ lực thực hành một cách mạnh mẽ, rồi những cái điều nào thì mình phải cố gắng diệt trừ, không để cho nó phát sinh ở trong nội tâm của chúng ta. Chính nhờ cái trí tuệ phân biệt rõ ràng, chúng ta không có còn hoài nghi, thì từ đó thì chúng ta mới mạnh mẽ để mà chúng ta thực hành. Chính nhờ cái trí tuệ học hiểu mình phân biệt thế nào là thiện, thế nào là bất thiện, thế nào là chánh pháp, thế nào là phi pháp. Khi mà chúng ta có sự phân biệt rạch ròi như vậy đó, thì chúng ta mới mạnh mẽ làm những cái việc lành, những cái điều thiện, và cố gắng nỗ lực diệt trừ những cái pháp bất thiện. Thì cái điều này đó, thì mỗi cá nhân, mỗi người chúng ta phải cố gắng nỗ lực thực hiện. Chứ chúng ta chỉ học rồi cái sự mà thực hành đó là qua mỗi người tự mình làm. Khi mà mình có một cái niềm tin, có trí tuệ, hiểu biết vững vàng thì chúng ta sẽ cố gắng làm. Còn cái người mà không có sự hiểu biết, còn chấp thủ, còn hoài nghi, còn thiếu sự hiểu biết, không phân biệt được cái nào nên làm và cái nào không nên làm, thì có đôi lúc chúng ta bỏ qua những lời khuyên dạy, những sự sắp tấn của bạn bè, của thân quyến, của những người xung quanh, rồi cho đến khi mà chúng ta rơi vào những cái điều kiện khốn khó, thì lúc đó chúng ta mới thức tỉnh, chúng ta mới có sự hiểu biết, ăn năn hối lỗi, giống như cái nữ ngạ quỷ trong cái câu chuyện này. Nhưng mà đó cũng còn có một cái may mắn để mà thoát ra cái khỏi cái cảnh giới khổ đau. Chứ còn nếu mà không có thức tỉnh, không có nhờ bà mẹ làm những cái việc lành để hồi hướng phước báo, thì nữ ngạ quỷ này phải còn chịu khổ đau trong một thời gian rất là lâu. Do đó chúng ta mới thấy rằng cái sự hiểu biết, cái trí tuệ trong đời sống nó rất là quan trọng. Chính cái hiểu biết, cái trí tuệ nó sẽ dẫn dắt chúng ta đi từ chỗ tối đến chỗ sáng. Như nữ ngạ quỷ này nhờ có sự thức tỉnh, có hiểu biết, cho nên là đã nhờ bà mẹ tràm phước cúng dường rồi hồi hướng, cho nên là đang ở trong cảnh giới khổ đau, thoát khỏi cái cảnh giới ngạ quỷ, tái sanh về những cái cảnh giới tương đối tốt đẹp, an ổn hơn. Thì qua cái bài học ngày hôm nay để chúng ta càng củng cố cái niềm tin, có một cái lời hiểu biết về cái lời dạy của Đức Phật một cách rõ ràng, chính chắn, để từ đó chúng ta càng nỗ lực hơn trong các thiện sự trong đời sống hiện tại. Khi nào chúng ta có điều kiện thì chúng ta nhanh chóng để gieo trồng những cái phước báo, những cái thiện sự này, để chúng ta được an ổn trong đời sống hiện tại. Và chính những cái phước báo này đó, nó sẽ nâng đỡ, nó là nơi nương tựa cho những cái kiếp sống
trong ngày vị lai. Thì cũng xin giải thích chia sẻ với quý vị về cái bài học ngày hôm nay. Để phước báo này cầu mong tất cả quý vị có một trí tuệ sáng suốt, vững tin theo cái lời dạy của Đức Phật và thực hành thật nhiều những cái thiện sự, và những cái thiện sự, những phước báo quý vị đã làm thì sẽ là nhân, là duyên để hỗ trợ quý vị vượt qua những chướng ngại, ốm đau bệnh tật, và có một cái đời sống an vui, nỗ lực tinh tấn thực hành. Cầu mong tất cả chư tôn đức pháp thể căn an, và kính chúc tất cả quý vị an vui. Nam mô Bố Thầy giá. Và bây giờ xin thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị cùng nhau thảo luận thêm về cái bài học ngày hôm nay. Nam mô Bố Thầy giá. Nam mô Bố Thầy giá. Nam mô Tham Ma giá. Nam mô Sang Kha giá. Và con xin thay mặt đạo tràng kính đảnh lễ sư kính tri ân sư Pháp Thanh đã có thể giảng dạy cho chúng con bài học của ngày hôm nay. Bạch sư, như có một câu hỏi là trong trường hợp giống như bây giờ có nhiều người đang bị bệnh Covid, nằm ở nhà không có đi làm được, nhưng mà vẫn có cái lòng muốn mà cúng dường dân cúng chư tăng, thì nếu mà như vậy á, có gặp trở ngại hoặc là tự vì mình không có đi làm được mà mình dâng cúng mà tiền nó ít quá rồi làm sao bạch sư? Con thấy mọi người cũng là khổ lắm nhưng mà cũng có muốn có tâm giúp đỡ, như vậy mình không có thể mà mình chia cái số tiền đó làm nhiều nơi như hồi xưa được, thì cái tâm mình nó cũng không có được vui đó bạch sư. Xin sư có thể chia sẻ với chúng con về vấn đề này ạ. Nam mô Bụt Tha giá. Nam mô Tham Ma giá. Nam mô Sang Kha giá. Thì về cái việc mà làm các cái thiện sự á, chúng ta cứ nhiều lúc á, những cái phiền não nó che án. Tại vì chúng ta chưa có một cái sự hiểu biết rằng rồi có nhiều khi đó chúng ta phải nghĩ là cái mình phải sống những cái vật dụng thật là cao quý, rồi phải như thế này, phải như thế kia, phải như thế nọ thì nó mới phát sinh cái phước báo. Quý vị học trong pháp quốc cái câu câu số 2 đó, cậu bé kim hoàng đó, lúc đó là cậu bệnh, lúc đó là sức cùng lực kiệt rồi, sắp chết rồi, nhưng mà nhân duyên Đức Phật đến để tế độ, thì bây giờ cái cậu bé này cũng nằm cũng quay mặt vô vách, cho nên là Đức Phật mới dùng cái thần thông á, hiện cái hình ảnh của Đức Phật lên tấm vách để cho cái cậu kim hoàng này cậu thấy. Lúc đó là cậu quan hỷ lắm, cậu muốn đưa chấp hai cái tay đưa lên để mà đánh lễ Đức Phật, nhưng mà lúc đó cũng không, cái sức lực nó cũng còn nữa. Rồi ngay trong cái giây phút mà cái tác ý thiện lành là đưa hai tay lên để chấp tay đảnh lễ Đức Phật đó, thì ngay giây phút đó thì cái tử nghiệp đến, cậu chấm dứt cái đời sống. Thì ngay lúc đó là tái sanh lên làm một cái vị chư thiên đó. Rồi cậu mới trở xuống, cậu nói với ông cha mình, nhưng mà ông cha không đủ tin, ông nói là không có bao giờ mà ai mà được làm chư thiên mà do cái tác ý
vậy á, à, phải có là cúng cái này thế kia thế nọ thì mới có phước. Còn mà có cái tác ý mà đưa tay lên cung kính Đức Phật à, được sanh làm chư thiên, ổng không tin đó thì cũng vậy. Khi mà chúng ta có cái tác ý à, nhờ cái tác ý thiện pháp này đó nè, chúng ta đã có cái phước rồi, không à, mà khi mà có cái tác ý mà bất thiện đó, là nó đã tạo cái nhân xấu, cái nhân bất thiện này. Đó, thành ra đó khi mà chúng ta làm, chúng ta đừng có phải suy tính thế này thế kia thế nọ à, phải tự tay đi đến chùa rồi phải tự tay dâng rồi kia nọ mới có phước. À, bây giờ mình không đi đến chùa nhưng mà có người bạn đi, mình nhờ người đó giúp đó, hoặc là chúng ta có thể mà đóng góp vô những cái hội từ thiện để giúp đỡ những người đau ốm đau bệnh tật cũng tốt vậy, không? Thành ra đó, chúng ta đừng có quan trọng quá về cái à, phải có cái tiền khoản tài chánh rồi cho nhiều, rồi phải sắm những cái vật dụng cho nó xứng đáng, nó phải là ấy chứ, để không thôi người ta chê, không? Thành ra chính những cái sự so sánh rồi ấy này kia nó gây chướng ngại cản trở cái việc của mình. Bây giờ trong điều kiện khả năng mình có 2 đồng, mình cúng 2 đồng là cúng tốt, không? Người ta cúng 100 đồng cái chuyện đó của người ta à, trong điều kiện khả năng mình làm được nhiêu mình làm à, chứ không phải là đợi chừng nào tôi để dành tôi có được 50, 100 mà tôi mới đi cúng, còn giờ tôi mới có 2-3 đồng tôi cũng cúng, không? Mình chờ tới 50, 70 đồng 100 đồng nhưng mà chưa đầy độ, chưa đủ mà mình mất rồi sao? Vô thường biết lúc nào đó, cho nên á bây giờ có điều kiện 1 đồng thì tốt 1 đồng, 2 đồng tốt 2 đồng à, 5 đồng tốt 5 đồng, không có có thành những vấn đề đó. Tự thân mình làm được thì quý à, nhưng mà mình làm không được, mình có cái tác ý à, làm là cũng tốt rồi ha. Đó rồi một cái câu chuyện thứ hai nữa là cái cô gái chăn bò, cô gái chiên là à, buổi chiều đó Đức Phật về cái trú xứ đó để thuyết pháp, thì sau khi mà lùa bò về mà nhốt xong làm tròn cái nhiệm vụ rồi đó, thì à, cô ta mới thấy người ta đi nghe pháp à, cô ta cũng hoan hỷ, cũng muốn đi nghe pháp, nhưng mà người ta thì có vật dụng để đem đến để dâng cúng Đức Phật với tăng, còn cô ta là cái người nô lệ mà có gì đâu mà dâng à, thì cô ta mới cũng đi. Thì trên đường đi cô ta thấy mấy cái bông hoa mướp dại á, mướp quen nó mọc ở cái bìa rừng đó, thì cô ta mới hái những cái bông hoa mướp dại này đó để đem đến để mà người khác người ta có vật dụng rồi cải rồi người ta đem ta dâng cho Phật, Đức Phật và chư tăng, thì cô ta có những cái bông hoa mướp này để cô dâng đó, thì cô ta chưa kịp dâng, đang hoan hỷ, nếu mà mình dâng đến Đức Phật như bó hoa mướp này đó, cô ta cái tác ý rồi cái cô ta suy nghĩ đang tưởng ra cái hình ảnh mà khi mà mình cổ dân đến Đức Phật cái bông hoa mướp dại này đó, thì cô ta bị con bò cái nó hút chết à.
thì cô ta cũng tái sanh lên làm một cái vị thiên chủ ở cõi trời, mà có một cái tòa bảo cung vàng rực, rồi có nhiều thiên chúng hầu hạ đó. Thì qua những cái câu chuyện để mình thấy sự thật ra, nếu mà khi mà chúng ta có cái tánh chúng ta làm là nó có phước rồi. À, chúng ta hoan hỷ, chúng ta suy tư, chúng ta hoan hỷ với cái phước báo mình làm, chứ không phải cái vật dụng cúng, vật dụng thượng vị, vật dụng là thượng đẳng, những cái tài sản cao quý mà nó có phước. Thành ra chúng ta đừng có tự ti mà cảm rồi nói trời ơi tôi ít quá, vật dụng của tôi không có cao quý, thế này thế khác, rồi tự bỏ qua, tự đánh mất những cái phước báo mà mình có thể làm được. Ra đó, khi chúng ta làm thì khởi tâm tác ý làm một cách mạnh mẽ thì nó sẽ đem đến phước báo. Còn đừng có để cái phiền não nó nhảy ra, nó so sánh, nó cản trở, nó làm cái chướng ngại để chúng ta bỏ đi những cái điều kiện để chúng ta có thể tạo được những cái việc lành, những cái phước báo ngay trong cái giây phút đó. Thành ra đó, khi có điều kiện làm thì phải nhanh chóng làm. Nếu mình chần chừ lùi sụp thì phiền não sẽ nhảy ra, nó cản trở, nó tạo cái ngại che án, chúng ta không thể làm. Thì cũng xin giải đáp cái thắc mắc của cô Như. Chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ con xin tri ân lời dạy của sư. Dạ bây giờ con thấy chị Kim Nhung có giơ bàn tay xinh đẹp của mình. Em xin nhân đức thầy cho chị ạ. Dạ. Dạ, alo. Dạ con Kim Nhung ạ. Con trước hết con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh. Con kính đảnh lễ sư quý sư và quý cô tu nữ cùng các anh chị ở trong đạo tràng. Con xin có một câu hỏi như vậy là đối với nữ ngạ quỷ ở trong trong bài học này thì nhận được cái phước báu do người nhà làm phước hồi hướng đến và được chuyển qua một cái cõi an lành hơn. Nhưng mà đối với các chúng sanh khác ở cõi khổ thì khi người nhà mà làm phước hồi hướng đến các chúng sanh đó thì có phải các chúng sanh đó đều nhận được phước báu không ạ? Dạ con xin sư Pháp Thanh hoan hỷ giải thích dùm con ạ. Dạ con xin kính lễ ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ga Giá. Trong những cái cảnh khổ đó, chỉ có cảnh giới ngạ quỷ đó, thì những chúng sanh này mới nhận được cái phước của thân bằng quyến thuộc làm để hồi hướng. Chứ còn những chúng sanh mà sanh trong cái cảnh giới địa ngục thì coi như là không nhận được. Hoặc là chúng sanh đang ở trong cảnh giới súc sanh hay là Atula thì có khi những cái cảnh giới này đó không có hưởng được cái phước mà của thân bằng quyến thuộc hồi hướng. Thành ra chúng ta hiểu rằng đó, ví dụ như trong cái trường hợp những cái người mà đang ở cái nhà tù thì trong cái nhà tù có nhiều, có những cái tù nhân mà có thể mà gặp được thân bằng quyến thuộc đi thăm viếng
đem đồ cho thì nhận được, nhưng mà những có những cái tù nhân là bị biệt giam thì những cái người này đâu có nhận được cái là sự thăm viếng của thân bằng quyến thuộc, là nhận được những cái đồ đạc của ở nhà gửi vô đó. Thành ra đó thì nó cũng tùy theo chỉ trong cái loài ngạ quỷ thì có thể, chứ không phải mà ngạ quỷ nào cũng nhận được đâu. Những ngạ quỷ có thể nhận được, nhưng mà cũng có nhiều số những ngạ quỷ cũng không nhận được, tùy theo cái duyên nghiệp của mỗi chúng sanh nữa. Nhưng mà thường thường đó thì các cái loài ngạ quỷ thì nhận được cái phước báo của thân bằng quyến thuộc làm để hồi hướng phước báo. Thì nhưng mà phải cái người thân nha, cái người thân hồi hướng thì nó dễ, những cái ngạ quỷ này dễ nhận hơn, là như vậy đó. Tại vì á, ít nhiều khi mà thân bằng quyến thuộc với nhau nó có những cái duyên nghiệp với nhau, nó có sự cộng nghiệp, những cái nghiệp tương đồng. Thành ra đó, quý vị thấy rằng có nhiều khi á, cái người khác cũng thời nói một cái điều đó mà họ, cái người này không nghe, nhưng mà thân bằng quyến thuộc của mình nói có nhiều khi họ nghe. Thành ra đó, nó thuộc về những cái nhân duyên với nhau nữa. Cái thắc mắc của cô thì cũng nói là những chúng sanh mà ở trong cảnh giới địa ngục, súc sanh và Atula thì không có nhận được, và chúng sanh mà làm sanh làm ngạ quỷ thì có những chúng sanh do cái duyên nghiệp với nhau đó, thì có thể nhận được. Thì thời gian cũng không có nhiều cho nên chỉ giải đáp vắn tắt. Chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Bụt Thầy Giá. Và chúng con xin kính tri ân sư về bài giảng và những câu giải đáp của sư cho đạo tràng ạ. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính thỉnh sư Thanh Tâm có thể trở lại đạo tràng để cho chúng con vài phút tĩnh tâm. Và con không biết sư Thanh Tâm có nhận được âm thanh cũng như không, bạch sư. Dạ, con đã thấy bàn tay của sư Thanh Tâm, con xin nhân mic lại cho sư ạ. Dạ, mô Phật, thay mặt lớp học, thành kính tri ân sư Phó Thân rất nhiều. Sư thấy cô Hồng Nhung, cô Kim Nhung giơ tay, sư nhường mic lại cho cô nghe, cô có ý gì ạ? Dạ, con xin sám hối. Dạ thưa, con đã xuống mic rồi, tại sao nó lại vẫn cứ hiện cái tên lên chứ mic rồi ạ? Sẵn đây con cũng xin hỏi luôn một câu hỏi. Con xin trả lúc con thắc mắc, chúng sanh bằng sanh lại không nhận được phước báo do mình hồi hướng phước báo đấy. Tại vì bằng sanh thì cũng gần với con người. Ví dụ như con thấy cũng nhiều con chó, con mèo, con chim, con thú, nó cũng rất là nhiều phước báo vì do được chủ cưng chiều. Thì như vậy có phải là nó nhận được phước báo của người hay là nó đi theo nghiệp của nó? Dạ, con cũng chưa hiểu về cái này. Con kính thỉnh sư hoan hỷ giảng giúp. Mà hồi nãy là con đã xuống rồi mà con không biết tại sao ạ. Dạ, con xin sám hối. Dạ, con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mà Giá. Thì ở đây đó, cái trường hợp mà cái loài bàn xanh, súc xanh thì có nhiều khi á, do chính cái phước báo của nó, chứ không phải là do người khác, do cái duyên nghiệp nó có tạo những cái điều bất thiện, phải mang hình hài là cái kiếp súc xanh. Nhưng mà đó, nó cũng có cái làm phước, cũng
có tạo phước, cho nên nó là may mắn, nó sanh ra ở những cái quốc độ mà an ổn. À, thành ra đó, ở đây là chúng ta phải hiểu rằng cái đó là cái phước của nó, chứ không phải à, chính vì nhờ nó có phước á, à, cho nên đó, cái người chủ mới mới thương mến, à, cưng chiều, phải không? Còn chính vì cái phước nó không có, cho nó mới sanh ra cù bơ cù bất, à, ở ngoài đường đồ này kia nọ, à, thành chó quan đồ này kia nọ, thành ra cái đó là do cái phước nghiệp của mọi chúng sanh. À, chỉ à, xin giải đáp à, ngắn gọn, dạ thời gian cũng hết rồi. Dạ, chúc cô an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Dạ, con tên Mỹ, con xin đến lễ Tam Bảo, con xin đến lễ sư, con xin đến lễ đạo tràng. Dạ, nếu còn có thời gian, con xin hỏi sư thêm một câu. Dạ, câu hỏi của con là về phước vật, phước đức và phước trí. Trước đây con nghĩ rằng chỉ có khi mình làm, khi mình bố thí tiền bạc thì sau này sẽ có được phước phước vật. Khi mà mình cung kính bậc đáng cung kính thì mình có được phước đức, và khi mình làm việc cho Tam Bảo thì sau này sẽ có được phước trí. Nhưng mà cái đó thì cũng vẫn chưa được hoàn, cái sự suy nghĩ ấy cũng chưa được hoàn hảo chi mấy, là tại vì một công việc làm mà cũng có thể tạo được ba phước: phước Phật, phước đức và phước trí. Vậy xin hỏi sư cho giải thích cho chúng con hiểu rõ làm thế nào, sự suy nghĩ như thế nào và tác ý như thế nào và hành động như thế nào để mà vì để mà chỉ có một làm một công việc thiện mà cũng có thể tạo được ba phước: phước Phật, phước đức và phước trí. Dạ, cảm ơn sư. Dạ, con xin trả lời mic. Nam mô Bổn Sư Thầy Giá. Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Thì ở đây đó, cái chúng ta phải hiểu là mỗi cái phước á, nó ở mỗi cái lãnh vực. Ví dụ như bây giờ phước đức là chúng ta có được cái gì? Cái sự người ta nể nang, kính nể, cung kính, à, là nó nhờ cái gì? Nhờ chúng ta là người có giới, à, rồi chúng ta tạo nhân là giữ giới nè, rồi có cái sự cung kính đối với các bậc đáng cung kính, các bậc trưởng thượng như là ông bà cha mẹ nè, các cái bậc trưởng lão, à, các cái bậc có giới hạnh cao quý, đó. À, thì khi mà chúng ta tạo những cái đó thì có về cái phước phước đức. Rồi phước vật thì chúng ta bố thí cúng dường. À, rồi phước trí ở đây đó là chúng ta làm với cái sự hiểu biết, có trí tuệ, hợp trí. À, ở đây mình biết là phải đầy đủ ba thời. À, trước khi làm, trong khi làm, sau khi làm, à, mình có sự hiểu biết và mình hiểu biết về cái nhân quả, à, của cái thiện sự mình đang làm. Và cái điều quan trọng là mình làm mà không có cái sự thúc đẩy của phiền não. À, chúng ta làm với cái tâm xả ly, à, và làm với cái tâm mà trí tuệ để đoạn trừ tất cả những cái phiền não. À, khi mà chúng ta làm như vậy thì có đầy đủ ba cái phước đức, phước vật và phước trí. À, thì cũng xin giải đáp và vắn tắt, thì khi nào mà có thời gian thì sẽ triển khai nhiều hơn. À, xin đại đức Thanh Tâm cũng như tất cả quý vị quan hỷ. À, Nam mô Bổn Sư Thầy Giá. Yeah.
Mô Phật. Dạ, cảm ơn sư Thiệt, sư Pháp Thanh. Và kính thưa quý vị, ngày mai cũng là giờ của sư Pháp Thanh. Nếu quý vị có câu hỏi thì kính mời quý vị nha. Tại vì bây giờ là 10 giờ 40 rồi, thời gian tới đây vừa phải lễ. Sư xin thay mặt chư Thông Đức Tăng phúc chúc cho đạo tràng. Do nhờ đức của chư Phật, do nhờ đức của giáo pháp, do nhờ đức của chư Tăng, do nhờ đức của Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo, do nhờ đức của 84.000 pháp môn, do nhờ đức của Tam Tạng, do nhờ đức của chư Thinh Văn đệ tử Phật, tất cả các tật bệnh của người, tất cả sự lo sợ của người, tất cả sự tai hại của người, tất cả sự khó chịu của người, tất cả điều mộng mị xấu xa của người, tất cả điều chẳng lành của người, cầu xin cho được tiêu diệt sự sống lâu dài, sự thịnh lợi, sự sang cả, sự mạnh khỏe, sự sắc đẹp, sự an vui, cầu xin hằng đến cho người. Tất cả khổ não, tật bệnh, lo sợ hoặc điều oan kết, tất cả sự uất ức, các cảnh nghịch hoặc sự khó chịu hoặc nhiều sự tai hại, cầu xin cho được tiêu diệt. Do nhất đức, nhất là đức của chư Phật, sự vinh hiển, sự phát tài, sự phát lợi hoặc sự thịnh lợi phong lưu, sự an vui hoặc sức mạnh, sự phước lợi, sự sống lâu, sự sắc đẹp, sự tấn tài, sự tấn hóa, sự sang cả hoặc sự thành tựu trong việc nuôi mạng cho được an vui, tất cả sự ấy cầu xin hằng đến cho người. Do nhờ đức của chư Phật, do nhờ đức của giáo pháp, do nhờ đức của chư Tăng, các sự thịnh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành Tam Bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, Mô Phật. Kính thưa quý vị, buổi học hôm nay đến đây vừa phải lễ. Trước khi dứt lời nguyện cầu Tam Bảo và chư Thiên gia hộ cho tất cả quý vị được an vui, khỏe mạnh, tu hành tinh tấn, mau đến nơi giải thoát. Kính chúc quý vị một đêm an lành, một ngày an lành, sáu thời đều an lành. Dạ, mời Nguyễn Như ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Khai Giá. Và chúng con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh và sư Thanh Tâm đã giải pháp cho chúng con buổi tối hôm nay. Dạ, và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ đề hoa ta san ti vi ha ra hoa si ni thu be kha re bo thi kha re ta hân ta hân ta tham ma đa ni na pha văn tu pu chi ta so thân ca ron te ta vi ha ra mong đa lê thế cha cha mãn cha na wa ca cha phin kha vô sa ra mi ca da na pa ti u pa sa ca ga ma cha de sa ni ga ma cha e sa ra sam ba na phu ta su ki ta pa wan tu te cha la bu cha ye bi cha an da sam pa wa san se da cha ta tha vô pa pa ti ca ni ya ni kang tham ma wa rang pa tin cha te sam be bi dung kha sa ka ron tu sang kha yang tha tu chi rang sa tang tham mo tham man tha ra cha pung ga la sang ko ho tu sa mang go wa an tha ya cha hi ta ya cha am he rang ga tu sang tham mo sam bê bi tham ma cha ri no vô thân sam ba bù nây ya ma tham ma ri yam ba huê đệ tê y đăng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoàn tu nha ta vô y đăng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoàn tu nha ta vô y đăng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoàn tu nha ta vô y đăng quá tâm nề buồn nhằng à sa quá khá già hồ tu á nà gá tề cà lề. Do sự phước báo mà chúng con đặt trong sạch đây, xin hội hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm, trong ngày vị lai,
Con xin kính mời chư quý vị Phật tử trở lại Trung Nguyên Như Kỳ Viên vào ngày thứ ba và cũng là sáng thứ tư. Chúng ta lại sẽ được học những bài kinh rất là hay của sư Pháp Thanh Giảng về Ngài Quý Sự. Và Nguyên Như xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.